Xin chào anh em. Trên màn hình là hai cái dự án ha. Đầu tiên là cái dự án Cartigen mà mình đã làm video chia sẻ với các bạn. Còn đây là cái Aerob nước mưa từ cái sàn giao dịch là Raffle trên hệ Ton, một sàn giao dịch cực kỳ nổi tiếng trên hệ Ton. Trên có Lotbet nữa ha. Thì đây là free một cái một token này. Nếu có một rep thì các bạn sẽ có được thêm hai token này, được chưa? Rồi, thì chủ đề chính của video này là liên quan đến Cartigen ha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi Cartigen ở trên hệ Ton sao cho hiệu quả nhất, được chưa? Thì ở đây mình với cấp của mình hiện nay là 68. Ở cấp của mình thì khi có cái Aerob, tức là có cái các cái con thú ở đây ha, nó không phải là con mèo, các bạn bấm vào, nếu các bạn đã chơi thì các bạn sẽ hiểu. Khi được Aerob thì cái Aerob lợi nhất đối với các bạn ở thời điểm hiện tại đó sẽ là các cái box, được chưa? 12 cái box mèo là lợi nhất. Còn các bạn đừng, mình khuyên các bạn đừng nên bỏ tiền ra, bỏ fit ra để các bạn ít 400% nữa ha. Cái đó sẽ không có lợi cho các bạn đâu, bởi vì cái đó 400% đó nó chỉ giúp các bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Đây nè, may quá vừa lúc làm video này, được chưa? Cái 400% này ở thời điểm hiện tại nó sẽ không mang lại nhiều lợi nhuận cho các bạn, nên ở thời điểm hiện tại các bạn thích thì các bạn có thể xài một transaction trên hệ Ton, là các bạn bấm vào đây, được chưa? Rồi sau đó thì các bạn kết nối ví vào hệ Ton vào thì các bạn thực hiện một transaction trên hệ Ton, được chưa? Rồi và ở cái cấp thấp, tức là các bạn ở cấp khoảng tầm dưới 40, khi các bạn còn có thể mua các cái con mèo này bằng cái đồng con chân mèo này, được chưa? Cái này mình gọi là đồng con chân mèo. Khi các bạn có thể mua các cái con này bằng cái đồng con chân mèo này thì ở dưới cái cấp khoảng tầm ba mấy đổ lại thì các bạn hãy nên sử dụng cái ít 400% đó, được chưa? Để các bạn có thể kiếm được các cái đồng chân mèo này càng nhiều càng tốt, để các bạn có thể mua được thêm mèo. Nhưng ở cái cấp cao của mình, khi các bạn kiếm được cái đồng chân mèo này thì nó không có khả năng để các bạn có thể mua được con mèo. Các bạn thấy không? Mình kiếm được 601.000 AB, nhưng mà ở đây một con mèo rẻ cũng có giá là 23.362 AD, tức là gì? Với cái đồng con này các bạn không thể nào đủ tiền để mua mèo được. Cho nên ở cấp càng cao thì cái box là quan trọng nhất, cái box mà có con mèo là quan trọng nhất, được chưa? Các bạn nên chỉ nên sử dụng 50 feet cho cái box đó mà thôi. Còn 400% thì các bạn có thể sử dụng là 1 minute, hoặc là các bạn sử dụng 4 minute với một transaction hệ Ton ở thời điểm hiện tại tốn của các bạn là 0.04 USD. Dạ, rồi đây là một cái mình muốn chia sẻ với các bạn. Nói còn các bạn lên cấp càng cao thì càng tốt, đúng không ạ? Mình có chia sẻ với các bạn rồi. Thì mới đầu vào các bạn sẽ ở Silver, sau đó các bạn sẽ lên Gold và các bạn lên Platinum. Thì nếu như các bạn có thể trụ được ở Platinum thì càng tốt, còn nếu các bạn có thể leo lên Diamond thì càng tốt. Hiện nay thì vị thứ của mình ở trên bảng xếp hạng Platinum đang là 1200, tức là nếu như mình vượt qua thêm 1200 bảng này nữa thì mình sẽ được lên cấp Diamond, được chưa? Rồi thì mình nói với các bạn luôn, Cartigen xác nhận sẽ Aerob 35% token dành cho người dùng chơi game, được chưa? Còn điều kiện như thế nào thì mình không rõ. Thì cái điều kiện mà mình nghĩ quan trọng nhất vẫn là gì? Cái thứ hạng của các bạn ở trên bảng xếp hạng và cái số transaction các bạn ở trên hệ Ton, có nghĩa là ở trên cái game này càng nhiều càng tốt, và cái số tiền mà các bạn bỏ ra để tham gia vào cái game này. Đó có nghĩa lẽ là những cái tiêu chí. Còn cái tiêu chí chính xác như thế nào thì chúng ta cùng chờ đợi khi cái dự án này công bố cho Aerob cho người dùng trong tương lai. Và khả năng là trong khoảng quý 2, tức là từ tháng 6 đến tháng 8 thì dự án sẽ công bố Aerob cho người dùng. Vì vậy chúng ta hãy cùng chờ đợi. Tức là các bạn còn phải chơi game ở thời điểm bây giờ thì các bạn có phải còn chơi game từ 2 cho đến 3 tháng cho đến 4 tháng nữa ha. Và trong tương lai thì sẽ còn rất là nhiều các cái tính năng mới của game sẽ được thêm vào cái game này. Thì như ở thời điểm hiện tại thì như cái thời điểm mình làm video trước đây thì max cấp là 210 cấp, nhưng mà sau đó đã được tăng lên là hơn 300 cấp rồi các bạn ha. Cho nên là hiện ở thời điểm hiện tại level mèo các bạn có thể đạt được đến hơn 300 lần. Cho nên các bạn cứ yên tâm mà chơi.
Ok, mình sẽ kết thúc video về Cartigen ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên kênh của mình. Xin chào các bạn.